Hôm nay rất vui được gặp lại mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cái con app là vòng tay yêu thương. Hôm nay mình sau 3 ngày mình đầu tư gói 500k thì hôm nay mình sẽ thực hiện rút tiền. Thì ok, đây là cái tài khoản của mình trong con app vòng tay yêu thương nha. Thì cái số dư đó thì vừa qua mình có đầu tư một cái gói là 500k. Và sau 3 ngày là vào ngày 2 tháng 5 nha các bạn, là hôm nay là ngày vào ngày 1 tháng 5 thì hôm nay là ngày 4 tháng 5, là sau 3 ngày cái tổng số tiền hiện tại trong tài khoản của mình là 740 4 40 100 đồng. 740k làm chẵn đấy đi. 740k bây giờ ok, mình sẽ thực hiện dùng lệnh rút tiền, mình rút hết luôn. Mình sẽ rút hết 740k của mình luôn nha. Rồi ok, mình điền vào 740k vào chọn gửi. Bạn có thể để ý trên đồng hồ bây giờ là 18 giờ 46 phút ha. Ngày 4 tháng 5 là ngày hôm nay đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xót ra thì các bạn sẽ thấy đó là số tiền mình là nó đã bị trừ trên cái tài khoản app của mình rồi. Chỉ còn có 165 đồng thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chờ xem khi nào thì tiền nó sẽ về tài khoản nha các bạn. Ok, hồi nãy mình rút vào lúc 18 giờ 47 phút các bạn. Giờ 10 18 giờ 48 phút là tiền nó đã về tài khoản luôn, rất là nhanh. Như mình đã review ở cái clip trước là mình nói là con app này nó nạp rút rất là nhanh ha, nhanh như sấm chớp luôn ha. Vừa mới rút cái là tiền nó về tài khoản, các bạn thấy không? Đây là thông báo này. Cộng 740k ha, vào lúc ngày 4 tháng 5 2011 2021. Và chưa qua luôn, chưa được 1 phút luôn, chưa qua 48 luôn. Còn 18 giờ 47 phút 58 giây nè. Đó, các bạn có thể thấy cái tốc độ mà rút rút tiền và nạp tiền của nó nhanh khủng khiếp như thế nào. Thì các bạn có con app này thì mình đã test ok mọi thứ rồi, nó rất là uy tín. Thì các bạn muốn chơi thì các bạn cứ việc chơi thoải mái nha, trước khi nên đầu tư sớm nha, đừng có đợi chờ lâu nha. Để chờ lâu thì cơ hội nó sẽ qua, bởi vì app nữa có tuổi thọ trung bình là khoảng 1 tháng thôi đó. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem clip ha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.